Rồi, xin chào các bạn. Thì như tiêu đề của video, ngày hôm nay mình sẽ trên tay và trải nghiệm cho các bạn xem một dòng laptop game mới của Westside thuộc phân khúc tầm trung. Đây là dòng GL series mới và cụ thể hơn, đó là dòng GL 63 8RD. Thì hiện tại là cái máy này mình mượn được bên cửa hàng Kilo Center và giá nó sẽ khoảng dao động từ 25 cho tới 28 triệu hơn. Rồi thì bây giờ mình sẽ cùng các bạn tìm hiểu xem coi là cái phiên bản mới này nó sẽ đặc biệt và hấp dẫn như thế nào. Đầu tiên là thiết kế, thì điểm khác biệt đầu tiên đó chính là bạn thấy cái chiếc GL 63 mới này, Westside đã làm cho nó phần mặt trước nó sẽ gọi là trong hầm mỏ hơn, gần guốc hơn, nhờ vào những cái đường gạch nổi như thế này. Nó không có làm dạng phẳng như là trên cái phiên bản GL 63 cũ. Nó sẽ có thêm cộng là hai cái đường gân được phát xéo là hình tháp, và hai xung quanh nữa là hai cái đường gạch nổi nữa, và đây là hai cái đường gân ở hai bên. Thì mình thấy là cái thiết kế này nó khá là giống với lại cái thiết kế trên phiên bản GL 53 của Asus. Tuy nhiên mình thấy thì cái thiết kế nó tương tự, cũng không có thử nghiệm quá là nhiều. Nói chung là nhìn miễn nó đẹp là được rồi, không quan trọng lắm. Mình sẽ có thêm là logo của Westside, mình là mặt rơm bóng, và ở dưới sẽ là một cái logo đồng xương kích điệu, đồng chất liệu nhựa và khá là dễ bị chảy xước, và sẽ có luôn cả là đèn nền bên trong khi mình sử dụng. Ok, thì tổng thể phần mặt trước này nó sẽ là chất liệu nhựa và tông màu đen dạng sần. Mình thấy là nó khá là dễ bó mồ hôi và giáp vân tay. Bên dưới cũng là vắt như thế này. Khi mình ghi á đó, mình thấy là nói chung mặt trước của cái gầm GL nó sẽ trông gọi là hầm hố hơn rất nhiều. Thì đó là tổng thể về cái phần mặt trước. Phần cạnh sau thì Westside cũng làm cho nó gọi là hầm hố hơn, khi mà hai cái phần hốc dẹp này nó làm gồ lên, như nhìn nó trông là cơ bắp hơn rất là nhiều so với việc là thiết kế dạng phẳng như trên phiên bản cũ. Và cái đường chỉ đỏ này nó có làm liền mạch hơn rất là nhiều và nhìn thấy là rất là đẹp. Tiếc là không có dòng chữ dưới đây hết ha. Mình thấy là hai khớp cái này làm khá là lớn, đó là phần cạnh sau. Tiếp theo là về cái phần cạnh phải, thì cạnh phải của chiếc máy này bạn thấy là Westside cũng trang bị khá là đầy đủ những cổng kết nối, bao gồm là một cái cổng nguồn nè, hốc vân nhiệt được làm rất là lớn, đây là hai cổng USB 3.1 nữa. Thì mình thấy là hai cái cổng này được làm khá là sát nhau, cho nên là những ai mà xài bàn phím nè, chuột ổ cứng mà có đầu kích thước lớn á, thì khi mà cắm cùng lúc có hai cổng á thì nó sẽ gây một cái hiện tượng đó là khá là chật chội. Cuối cùng mình sẽ có là một cái cổng thay nhớ SD ở đây nữa. Thì một cái điểm mới nhỏ thôi, đó chính là Westside cũng đã làm cho nó một cái đường viền nhựa đỏ chạy dọc xung quanh thân máy như thế này, cho nên là nhìn rất đẹp bạn ha. Còn đây là cái phần cảnh trước, thì cảnh trước Westside đã gắn cho nó là ba cái đèn báo trạng thái của chiếc máy bên dưới như thế này. Cuối cùng đó là về cái phần cảnh trái, thì cảnh trái Westside đã trang bị cho nó nhiều cổng kết nối hơn, bao gồm là một cái cổng khóa laptop, thêm một hốc nhiệt phụ nữa đối xứng là cạnh phải. Đây là cổng mạng LAN HDMI, đây là cổng mini display board và thêm một cổng 3.1 chuẩn USB, và đây là cổng 3.1 Type-C. Thì mình thấy là cái cổng này nó lại không có cái Thunderbolt 3, khá đáng tiếc. Và cuối cùng mình sẽ có là hai cái cổng 3.5 để mà xịt mic và tai nghe được mạ vàng, cũng như là nó sẽ có luôn là một cái chip âm thanh bên trong để mà nghe nhạc nó sẽ gọi là tốt hơn, chất lượng hơn, nghĩa là tổng thể về cái cạnh của chiếc máy này. Tiếp đến là phần mặt dưới, thì mình thấy là thiết kế mặt dưới của cái chiếc GL 63 mới này nó cũng được làm đầu tư và thiết kế rất là hầm hố các bạn ha. Rất là nhiều những góc những phụ được làm dạng hình học để mà làm lộ ra những cái liên kiện bên trong, và gần như là có thể thấy được những như là ống đồng nè, hay là RAM SD gì đó. Và cái thiết kế này nó sẽ giúp cho cái chiếc máy nó sẽ tăng nhiệt hiệu quả hơn. Đồng thời thì đây là bốn cái chân đế cao su được làm cái điều hình tam giác ở đây. Một cái điểm nhỏ nữa mới đó chính là Westside đã làm cho nó thêm một số những cái đường gờ bằng nhựa cao lên như thế này để mà tăng cái khoảng cách tiếp xúc giữa phần bề mặt bằng cái bề mặt của cái mặt bàn và cái bề mặt dưới của laptop, thì nó sẽ có cái khoảng hở trống, như vậy thì cái luồng gió lấy từ bên ngoài vào nó sẽ nhiều hơn. Tuy nhiên thì mình thấy là cái thiết kế này á, nó có một cái điểm trừ, đó chính là nó sẽ khá là dễ bị gãy và bị nứt nếu bạn bỏ vào ba lô hoặc là bị cứng. Và đây vị trí như thế này. Còn cái việc nâng cấp thì rất là dễ thôi, phải việc tháo những cái vị chốt ra là xong, rất là đơn giản, và cái liệu nhựa thì đó là về cái phần mặt dưới. Ok, thì bây giờ để cho bạn xem rõ hơn về bên trong của nó như thế nào á, mình sẽ mở ra và xem ha. Đây mình đã tháo ra rồi. Đó. Thì đây là cái bộ lòng bên trong của chiếc máy này. Bạn thấy là khi mà mình nhìn vào á, cái ấn tượng của mình đầu tiên đó chính là về cái hệ thống tản nhiệt của nó. Nó sẽ có tổng cộng là hai quạt và bảy cái ống đồng được bố trí rất hợp lý. Thì lát hồi mình thử cho game xem coi là nó sẽ tăng nhiệt mát như thế nào khi ở mức gọi là cao nhất. Còn đây là vị trí một số dòng kết nối nè, đây là cái ổ cứng 1T của Hitachi 7200. Và đây là hai cái cổng RAM hỗ trợ cấp tối đa lên tới là 32GB và một số những cổng kết nối khác nữa. Và đây là cái vị trí của cài đặt OR anten. Thì mình thấy là một điểm mới khi mình mở ra chứ là cái phần lau ngoài, thì trước đây Westside đã không có phần ốp nhựa hoặc là ốp cơ bản thôi, còn bây giờ là hãng đã có thêm một số những cái họa tiết in phía trên như thế này, rất là đẹp mắt luôn và nhìn rất là hiện đại đó. Và dùng chữ là Clear Speaker để mà minh họa cho cái khả năng âm thanh của nó rất là tốt, rất là xịn. Thì mình cho bạn xem sơ một vòng về cái cấu trúc bên trong của lò lòng của chiếc máy này. Pin nó là pin 6 cell bạn ha, đây là pin của nó, pin 6 cell. Nhìn rất là gấu. Mình thấy là cái hệ thống sắp xếp linh kiện của phiên bản GL 63 này nó rất là đẹp, rất là gọn gàng. Ok, thì đó là bên trong của cái chiếc máy này. Ok, thì bây giờ mình sẽ tiến hành mở cái máy ra cho bạn xem coi là bên trong nó như thế nào. Đây, thì do bản này rất là chắc ha, cho nên là mình sẽ phải mở bằng hai tay chứ không thể bằng một tay được. Thì đây là cái bên trong của chiếc GL 63 8RD mới. Mình thấy là nếu mà so với lại trên phiên bản trước á, là sẽ có hai cái phần G
gân ở đây. Thì bây giờ MSI đã mang cái gọi là cái thiết kế mới, đấy là mình sẽ có một cái đường gân nổi lên ở trên như thế này, và mình sẽ có một cái đường gân và phát xéo lên, nó tương tự là trên cái dòng GE của MSI trước đó. Thì mình thấy là cái thiết kế này nó cũng khá là đẹp ha. Thì toàn bộ cái phần mặt bên trong này nó vẫn là chất liệu nhựa và tông màu đen nhạt sần như là mặt trước. Thì một điểm mới nữa đó chính là ba cái nút bấm cứng ở đây, bao gồm là cái nút bấm nó bật tắt cái khu lục 5 nè, Rogan Main Center nè, và nút nguồn thì được làm nhỏ hơn và nó dẹt hơn, tức là nó mỏng hơn khá nhiều so với lại cái dòng trước. Thì mình thấy là nút nguồn này nó được làm khá là nhỏ hơn ha, hình học, và nó sẽ có đèn nền bên dưới thì mình sử dụng. Còn hai nút này do là nó không được làm nhô cao và làm dạng dẹt, cho nên là mình thấy là bấm hơi khó chịu xíu, nhưng mà không ảnh hưởng nguồn quá nhiều. Còn bàn phím thì nó vẫn tương tự là trên dòng GL cũ, mình sẽ có là một cái hành trình phím nhớ vừa phải và nó cho cảm giác gõ rất là sướng đấy, và cũng như là cái thượng thượng flex á, gần như là không có, thì mình nhấn mạnh như thế này gần như là không có. Ngoài ra thì mình sẽ có luôn cả là đèn nền phím màu đỏ, và những cái phím này nó được viền xung quanh luôn màu đỏ luôn. Như vậy thì khi mình sẽ sử dụng á, nó sẽ sáng hơn rất là nhiều. Bằng cái phần dưới tay thì rất là rộng rãi nha, vì do đây là cái phiên bản 15,6 inch cho nên là rất rộng rãi. Bằng đây thì mình đánh giá là ở mức gọi là ổn rồi, đủ dùng. Nếu mà muốn gọi là chơi game thì mình nghĩ là nên sắm chuột rời. Còn hai cái phím chuột cứng trái phải thì bấm ok, ổn, không có kêu quá nhiều và độ nảy tốt. Thì đây là tổng thể về cái phần bên trong của chiếc máy. Tiếp theo là màn hình thì chiếc GL638 RD này nó sẽ kích thước là 15,6 inch, độ phân giải là Full HD, nhưng điểm trừ của nó là nó sẽ dùng cái tấm nền là TN chứ không phải là IPS, dẫn đến cái việc là nó sẽ bị hạn chế về góc nhìn khi mà nhìn từ trên xuống hoặc là từ dưới lên. Mình cho bạn xem ha, khi mình như thế này nó sẽ bị hiện tượng bóng ma. Tuy nhiên thì mình thấy thì với game thủ thì họ thường sẽ chơi game và nhìn trực diện, cho nên là cái vấn đề này nó vẫn không gây ảnh hưởng quá là nhiều. Còn về cái màu sắc thì mình thấy là nó vẫn nghiêng về một cái tông màu ám xanh nhẹ, và bạn vẫn có thể có được nhiều những cái chế độ chỉnh màu khác nhau thông qua cái công cụ là Rogue Center, thì lát mình sẽ cho bạn xem sau. Thì mình thấy là cái màu sắc của cái màn hình này á, chơi game thì ok, ổn. Còn nếu bạn mà có những cái tác vụ chỉnh sửa thông thường như là chỉnh hình ảnh á, thì ở mức cơ bản thôi chứ không có là quá chuyên nghiệp. Còn về độ sáng thì mình thấy là độ sáng cao nè, và nó phủ được một lớp chống chói, khi mình xài ngoài trời á, thì nó vẫn ok, nhìn rõ được nội dung. Và mình thấy là cái viền màn hình của nó thì nó vẫn gọi là không có quá dày và cũng không có quá mỏng, nói chung là chấp nhận được. Bản lề của máy thì mình thấy là nó cho gập mở rất là rộng ha, góc khoảng là 135 độ, và cái việc gập mở á, nó không hề gây một cái hiện tượng gì hết, rất là chắc như thế này đó, rất là ok. Thì đó là về tổng quan của cái màn hình này. Tiếp đến mình sẽ trình diễn cho bạn xem về cái chế lệnh lâu ngoài của cái máy này, để xem coi là nó ngang như thế nào khi mình chơi game hoặc là xem phim ha. Thì đây mình để mở một clip trên YouTube mình thử, thì mình chỉnh âm lượng là mức cao nhất luôn, và mình bật cái chế độ là music, và có bật âm thanh là như là 1.1 nữa, thì lo nó sẽ mở bên dưới các bạn ha. Lo nằm ở đây. Thì cái chiếc GL638RD này nó được trang bị là công nghệ âm thanh là Clear Speaker, nó có được hai cái củ loa bên trong rất là lớn. Như vậy thì nó sẽ mang đến ban một cái trường âm thanh nó sẽ tốt hơn rất là nhiều so với dòng cũ. Thì như là mình mở cho bạn xem ha, âm thanh nó nghe mình thấy là nó nghe khá là chắc, khá là lớn. Cuối cùng là về cấu hình thì phiên bản là 638, rồi đây mình cho bạn xem là phiên bản gần như có cái option cao cấp nhất với chiếc xử lý Intel Core i7-8750H. Thì đây là dòng chiếc hệ thứ 8 cấp flex mới nhất của Intel, nó sẽ có là RAM 8GB cùng với đó là bộ 1T và cài đặt HDR là GeForce GTX 1000 Ti 4GB, vì nó có sẵn là Windows 10 của mình luôn. Thì bây giờ thì mình sẽ gọi là kiểm tra xem coi là hiệu năng của nó chơi như thế nào, một cách là mình sẽ cài một game online bắn súng rất khỏi hiện nay, đó là game PUBG hay gọi là game PUBG. Thì bây giờ mình sẽ vào cái mục setting cho bạn xem ha. Đây thì trong đây mình đã chỉnh cái mục graphic là mức là fade glow, và hai mục còn lại thì mức là medium, là một anti aliasing và một là view distance. Rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành, thì mình thấy là cái âm thanh nghe nó khá là ồn, bởi vì là do mình đã bật cái công nghệ là Core i5 lên với là hai quạt và ống đồng. Thì mình thấy hiện tại nhiệt độ của GPU và CPU khoảng là từ 50 cho tới 52 độ C, và cái khung hình của nó là trên 60 FPS hết. Thì mình sẽ tiến hành gọi là bắt đầu. Ok, mình đã vào game rồi ha. Thì bây giờ mình sẽ thử nhảy xuống một cái map để xem cho coi là nó như thế nào đây. Đó, mình sẽ nhảy xuống. Thì mình thấy là hiện tại là khung hình của mức là nó vẫn giữ vững ổn định là mức 60 fps, và nhiệt độ của GPU và CPU á thì nó đều khoảng là từ 50 cho tới 56 độ C. Và hiện tại cái phòng mình đang chơi á là nó có điều hòa bạn ha. Ok.
cứ tiếp tục mình sẽ nhảy xuống một khu vực nào mà có đông dân cư á để cho nó mau chết. Rồi có vẻ như là có tim. Mình thấy là bây giờ là cái khu mình của nó giảm xuống rồi, còn khoảng chừng 55 cho đến 57. Ok. Xuống nào. Rồi, tiến hành lùm sụp. Thế là hiện tại là cái khu mình có ở vững là 60 FPS tuần ha, và nhiệt độ của gạo dâu và CPU đều rất là tuyệt vời ở mức là dưới 70 độ C. Thì có thể nói là cái việc mà tản nhiệt Coolbox 5 đó, nó hoạt động rất là hiệu quả bạn ha. Tuy là bạn phải đánh đổi có vấn đề là rất là ồn, nhưng bù lại thì bạn sẽ có được một cái trải nghiệm về tản nhiệt rất là tốt. Khi mà nhiệt độ của nó là khoảng từ cao nhất là khoảng 60 cho tới 60 độ C. Rất là tuyệt vời. Chết rồi, rồi xong, tôi đã chết. Thì đó là về cái trải nghiệm game PUBG trên cái chiếc Galaxy S3 8RD. Như vậy mình đã trên tay và trải nghiệm xong cho các bạn về cái chiếc Galaxy S3 8RD mới của MSI rồi ha. Thì có thể nói là đây là một phiên bản mình gọi nó là bình mới đủ mới, khi mà nó thay đổi về bên ngoài luôn, nó hầm mẫu hơn, đẹp hơn, cũng như là nâng cấp về cái phần cứng bên trong. Thì trong đây là chiếc xử lý thể thứ 8 mới của Intel Coffee Lake. Như vậy thì nó sẽ mạnh mẽ hơn. Cùng với đó là card hoa rời là GTX 1050 Ti 4G. Như mình cho bạn chơi game đó là game PUBG á, thì mình thấy là cái khung hình của nó chơi ổn định đến mức là 60 FPS, cũng như là cái tản nhiệt Coolbox 5 mới của MSI thiết kế giúp cho cái việc tản nhiệt nó sẽ rất là tốt, rất là ok, và mình đánh giá cao về cái tản nhiệt trên cái chiếc GL mới này. Khi bạn nào có ý kiến gì về cái sản phẩm thì bạn chỉ việc comment bên dưới video, mình sẽ có một cái video tiếp nữa gọi là kỹ hơn để mình giới cho các bạn tham khảo trong sắp tới. Rồi, chào các bạn.